Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Nói đến khủng long, chúng ta thường thích đề cập đến những con khủng long ăn thịt to lớn, hung bạo, nhiều răng. Nếu không to lớn thì cũng phải nhanh nhẹn, thông minh như hình mẫu Velociraptor trong công viên kỵ Jura. Dù Velociraptor thực tế còn nhỏ hơn và thông minh như trong phim hay không thì cũng không ai dám chắc. Nếu không phải khủng long ăn thịt mà là khủng long ăn thực vật thì cũng phải khổng lồ, cao bằng tòa nhà 10 tầng, dài bằng mấy chiếc xe buýt cộng lại. Chứ còn mấy con khủng long đã ăn chay mà lại còn nhỏ bé thì hầu như chẳng mấy ai quan tâm. Bạn nào mà có hứng thú tìm hiểu về những loài khủng long như vậy, đã bảo tìm đỏ mắt cũng chẳng ra được nhiều thông tin. Nhưng đừng lo vì bạn đã có Dynoman tôi cũng như kênh Mê Khủng Long TV, người thích kể chuyện về những con khủng long ít người biết. Trong một video lần trước cách đây cũng khá lâu, tôi đã từng kể cho các bạn nghe câu chuyện con khủng long Europasaurus đã từng bị tạo hóa trời khăm 2 lần đến mức tuyệt chủng như thế nào. Và ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục kể cho bạn nghe về một con khủng long khác, đã đen lại còn lắm răng. Lưu ý đen ở trong ngoặc kép, đó chính là Nigerosaurus, con khủng long bị đọc sai tên nhiều nhất thế giới. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Người ta vẫn thường gọi châu Phi là lục địa của những nghịch lý. Đây là một trong những lục địa có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên nhiều nhất thế giới, nhưng người dân ở đây, nếu xét theo thu nhập trung bình thì cũng nghèo nhất thế giới. Ở lục địa này có những cánh rừng thăm thẳm bạt ngàn, nhưng cũng có những sa mạc không một bóng cây, không một bóng người chạy dài ngút tầm mắt. Nằm ở phía tây của lục địa này có một con sông, đó là sông Niger. Bắt nguồn từ cao nguyên Guinea, con sông Niger chạy theo một hình trăng lưỡi liềm, vòng lên Mali trước khi xuôi xuống hạ nguồn, tạo nên một vùng đất màu mỡ phì nhiêu gọi là đồng bằng châu thổ Niger. Đây là con sông dài thứ ba của châu Phi. Nguồn nước và sự màu mỡ mà nó mang lại tạo ra nguồn sống cho hàng trăm triệu người. Những làng mạc, thành phố và các quốc gia theo dòng lịch sử mọc lên bên bờ của con sông này, trong đó ở hạ nguồn có tới hai quốc gia lấy tên của con sông, đó là Niger và Nigeria. Dù có thể nói là cùng uống chung một nguồn nước, nhưng hai quốc gia này dường như đem đến hai hình ảnh đối lập. Trong khi Nigeria là một trong những quốc gia giàu có nhất Tây Phi, thì Niger lại thuộc hàng nghèo nhất. Thu nhập bình quân đầu người của Niger chỉ bằng 1/4 so với Nigeria, dù dân số của Nigeria đông gấp gần 10 lần, khoảng 230 triệu so với 25 triệu. Một phần nguyên nhân của sự chênh lệch này đến từ việc, dù có diện tích rộng lớn hơn Nigeria, nhưng phần lớn lãnh thổ Niger là một bộ phận của sa mạc Sahara khắc nghiệt. Vùng đất màu mỡ nhất và dễ sinh sống nhất nằm ở phía tây nam đất nước, nơi có con sông Niger chảy qua. Dù vậy thì trên bản đồ cổ sinh vật học, Niger lại là một vùng đất đầy hấp dẫn, nhưng cũng đầy nguy hiểm đối với các nhà cổ sinh vật học. Cần biết rằng châu Phi trong quá khứ hàng chục triệu năm trước, vào thời đại khủng long là một vùng đất rất khác. Không có sa mạc Sahara, mà là một vùng đất xanh tốt với sông ngòi phong phú và đa dạng. Vật đổi sao rời, những biến động của khí hậu đã biến vùng đất xanh tốt ngày nào trở thành một sa mạc không bóng người. Chỉ có những sinh vật đặc biệt mới thích nghi được với vùng đất này. Ẩn sâu trong lòng đất của sa mạc Sahara là dấu tích của một quá khứ huy hoàng với khủng long và những sinh vật vĩ đại khác. Chính vì thế, những nhà cổ sinh vật học đến từ nhiều nước đã xem Niger là một vùng đất đầy hấp dẫn để khám phá. Lần gần đây nhất là chuyến thám hiểm được dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học lừng danh Paul Sereno, người từng phát hiện và mô tả nhiều chi khủng long, trong đó có Suchomimus, Rugos, Eoraptor. Và ông cũng chính là người mô tả cũng như đặt tên cho loài khủng long của chúng ta hôm nay, Nigerosaurus tachetti. Những hóa thạch của Nigerosaurus tachetti thực chất đã được phát hiện từ trước đó bởi nhà cổ sinh vật học người Pháp Philippe Take trong một chuyến thám hiểm kéo dài 7 năm tại Niger từ năm 1965 đến năm 1972. Tuy vậy, chất lượng của những mẫu vật đầu tiên này không đủ tốt và phải đến những chuyến thám hiểm của Paul Sereno vào các năm 1997 cũng như 2000, các nhà cổ sinh vật học mới có những mẫu vật đủ để mô tả và xác định rằng đây là một loài khủng long mới mà khoa học chưa từng biết đến. Sở dĩ việc xác định khó khăn như vậy là bởi một đẳng điểm tiến hóa được xem là cao cấp ở loài khủng long này, đó chính là cấu trúc xương chứa nhiều khoang khí, vốn giúp con vật hô hấp hiệu quả và khung xương trở nên nhẹ hơn nhiều, nhưng lại khiến các bộ xương dễ hư hại sau khi con vật chết đi. Một số hộp sọ có vách mỏng đến nỗi, một tia sáng mạnh cũng có thể chiếu xuyên qua. Do đó, cho đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy một hộp sọ hoàn chỉnh hay bộ xương nguyên vẹn nào của Nigerosaurus. Về danh pháp của con khủng long, tên chi Nigerosaurus đơn giản chỉ là sự kết hợp giữa tên nước Niger và Saurus, nghĩa là thằn lằn. Còn tên loài tachetti là dùng để vinh danh nhà cổ sinh vật học Philippe Take, người đầu tiên tìm thấy hóa thạch của nó. Các nhà cổ sinh vật học xác định Nigerosaurus tachetti là một loài sauropod thuộc về họ khủng long Rapacisauridae, thuộc liên họ lương long.
Nigerosaurus có niên đại 115 đến 105 triệu năm, khoảng vào giữa kỷ phấn trắng. Môi trường sống của con khủng long này chủ yếu là vùng đồng bằng ven sông. Điều thú vị là nhà cổ sinh học Paul Sereno khi mô tả chi tiết Nigerosaurus tacheti đã gọi đây là một con khủng long bất ổn, bất thường nhất mà ông từng thấy. Bên cạnh biệt danh con bò của đại chúng sinh, ý muốn nói Nigerosaurus là cỗ máy nghiền thực vật thật sự của thời đại khủng long. Dù hộp sọ có độ mỏng nhẹ như đã đề cập, nhưng các nhà cổ sinh vật học cho rằng chúng vẫn đủ sức mạnh để chịu được chuyển động của hàm răng, gồm những chiếc răng dài và mảnh khảnh, hơi cong nhẹ ở đầu. Và hàm răng lại là một thứ càng đặc biệt hơn trong hộp sọ của Nigerosaurus. Trước hết là cách bố trí, toàn bộ răng của Nigerosaurus ở cả hàm trên lẫn hàm dưới được dàn thành một hàng ngang, đặc điểm lạ lùng chưa từng thấy ở các loài khủng long ăn thực vật khác. Thậm chí là không có loài động vật bốn chân Tetrapoda nào có toàn bộ răng nằm sát phần trán của mình như Nigerosaurus. Tiếp theo là đặc điểm về mặt số lượng. Cần biết rằng với mỗi chiếc răng đã còn dùng được thì trong hốc răng của Nigerosaurus có thể có đến 9 chiếc răng thay thế đang chờ sẵn với tốc độ thay răng cực nhanh, có thể chỉ trong vòng 14 ngày. Với tổng cộng 68 răng ở hàm trên và khoảng 60 răng ở hàm dưới, cùng với những chiếc răng chờ thay thế, một con Nigerosaurus có thể sở hữu cùng lúc từ 500 cho đến 1.000 chiếc răng trong miệng, một con số quá khủng. Phần hàm của Nigerosaurus còn rộng hơn phần còn lại của hộp sọ, cũng là đặc điểm độc nhất vô nhị không chỉ trong thế giới khủng long mà còn trong số động vật tứ chi. Đúng là quái vật miệng rộng. Cũng giống như hộp sọ thì toàn bộ xương của Nigerosaurus cũng có cấu trúc rỗng, chứa quang khí ở đốt sống và khiến cho nhiều xương có vách rất mỏng, có thể chỉ dày khoảng vài mm. Tuy có phần thân và hộp sọ nhẹ nhàng, nhưng Nigerosaurus vẫn được trang bị các chi khá to lớn và mạnh mẽ. Chi trước có chiều dài chỉ bằng 2/3 chi sau, tương tự hầu hết các loài thuộc liên họ lương long. Nigerosaurus không phải là một con khủng long khổng lồ như nhiều loài sauropod nổi tiếng. Tổng chiều dài cơ thể của Nigerosaurus có lẽ chỉ khoảng 9m, với trọng lượng ước chừng khoảng 1,9 cho đến 4 tấn. Cổ của Nigerosaurus tương đối ngắn với khoảng 13 đốt sống, một điểm khá đặc trưng của các loài khủng long cùng họ Rebbachisauridae. Phần đuôi dài hơn phần cổ và có vẻ tương đối linh hoạt. Với hàm răng như vậy cùng cái cổ ngắn, thực đơn của Nigerosaurus chủ yếu là các loại thực vật tầm thấp hoặc mặt đất, chẳng hạn như dương sỉ đuôi ngựa và một số thực vật có hoa đã tiến hóa vào giữa kỷ phấn trắng, thay vì ăn các loài cây có lá ở trên cao. Đi sâu nghiên cứu các đặc điểm sinh lý học của Nigerosaurus, các nhà cổ sinh vật học như Paul Sereno cho rằng, dù có lỗ mũi khá to nhưng hành khứu giác của Nigerosaurus kém phát triển và do đó khứu giác của nó cũng không quá nhạy bén. Tỷ lệ khối lượng của bộ não so với cơ thể của Nigerosaurus chỉ ở mức trung bình của các loài bò sát, nhưng nhỏ hơn nhiều so với các loài khủng long hông chim lẫn khủng long chân thú. Trong khi các loài khủng long sauropod thường có cổ dài để phát hiện loài săn mồi từ xa, thì điều này lại không thể áp dụng với những con sauropod cổ ngắn như Nigerosaurus. Chỉ là một loài khủng long có kích thước nhỏ, hơn nữa không có quá nhiều đặc điểm phòng vệ như giáp hay gai ở trên thân, cũng không phải quá thông minh, thì giống loài Nigerosaurus lấy gì để tồn tại. Bù lại cho những đặc điểm trên, Nigerosaurus có đôi mắt nằm cao hơn trên hộp sọ, cho phép nó có tầm quan sát rộng hơn, có thể gần 360 độ. Họ cũng đoán rằng khả năng phát hiện chuyển động của Nigerosaurus rất tốt, giúp nó có thể phát hiện những thứ đáng ngờ. Ngoài ra thì Nigerosaurus có thể sống thành những đàn lớn để cung cấp khả năng phòng vệ từ số lượng cho các thành viên trong đàn. Điều này có thể lý giải số lượng hóa thạch phong phú của chúng. Dựa trên các phát hiện hóa thạch, có thể nói Nigerosaurus là loài ăn thực vật cực kỳ phổ biến trong khu vực. Những chi khủng long ăn thực vật khác cùng hệ tộc với Nigerosaurus còn có Lodosaurus, Uranosaurus và Rasosaurus. Chúng có thể là đối tượng săn mồi của những chi khủng long ăn thịt như Cryptops hay Urcacharia, hoặc của các loài bò sát dạng cá sấu như Sarcosuchus. Tuy nhiên, tất cả những điều đáng nhớ trên về Nigerosaurus lại không được giang cư mạn nhớ đến bằng một sự hiểu lầm có thể nói là kỳ cục. Cũng như hai quốc gia Niger và Nigeria, cái tên của Nigerosaurus trong đó có chữ Niger thường bị nhầm với một từ có mặt chữ khá giống mà trước đây chuyên dùng để miệt thị người da màu. Chính điều này đã khiến Nigerosaurus trở thành một meme khủng long khá nổi tiếng ở trên mạng, theo cách mà những người đặt tên cho nó không hề mong muốn. Thế nên, từ đen trong tiêu đề đã đen lại còn lắm răng, ý muốn nói Nigerosaurus thật sự xui xẻo khi bị đặt cho một cái tên dễ bị người ta gọi lầm như vậy. Vừa rồi là toàn bộ câu chuyện về con khủng long đã đen lại còn lắm răng Nigerosaurus. Rõ ràng là Nigerosaurus xứng đáng được mọi người biết nhiều hơn ngoại trừ cái tên khốn khổ của nó. Hy vọng là video ngày hôm nay đã giúp các bạn biết thêm về một trong những con khủng long đặc biệt nhất đến từ châu Phi, có cái miệng siêu rộng và hàm răng siêu độc lạ. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.